giảo, vốn không xa rời với cuộc sống của con người. Việc diễn dịch nhiều khi chỉ chú trọng đến giải thoát, giác ngộ và niết bàn, mà có phần quên đi vai trò của Phật giáo đối với xã hội. Trên thực tế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều lời dạy về những mối quan hệ, nhất là tình cảm gia đình. Một trong số đó là bài dạy của Đức Phật về cách giữ gìn hạnh phúc vợ chồng qua kinh Bảy Loại Vợ, trích Kinh Tăng Chi Bộ, ấn bản 1988. Nhân duyên tâm phim, sản xuất và phát hành phim truyện ngắn Phật Thuyết Kinh Bảy Loại Vợ. Dạ bạch Thế Tôn, con rất vui mừng chị Thế Tôn đã thân lâm tới đây. Này cư sĩ, trong nhà có việc gì mà ồn ào như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, đó là sự ngỗ nghịch lớn tiếng của nàng dâu của con, Suchata. Tuy là dâu trong gia đình, nhưng nó ỷ vào sự giàu có của gia đình cha mẹ ruột nên nó thất lễ, không chịu dâng lời, không biết cung kính cha mẹ chồng. Bạch Đức Thế Tôn, ngay cả chồng của nó cũng đối xử thô lỗ và vô lễ như vậy. Ngoài ra, nó cũng không biết cung kính và đảnh lễ những bậc đạo sư. Hôm nay, dù biết Thế Tôn thân lâm tới đây, nó cũng không tỏ ra trọng nể, mà vẫn ồn ào lớn tiếng từ nãy giờ. Kính xin Thế Tôn từ bi mà cảm hóa nó. Này Suchata, có bảy loại người vợ trên đời này. Con hãy chín chắn suy nghĩ, so sánh và trả lời cho Như Lai biết con thuộc loại vợ nào. Một là vợ như kẻ sát nhân. Hai là vợ như người ăn trộm. Ba là vợ như chủ nhân. Bốn là vợ như người mẹ. 5. Là vợ như người em. 6. Là vợ như người bạn. 7. Là vợ như người hầu. Bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của Ngài quá ngắn gọn, con không thể hiểu. Cứ xin Ngài từ bi chỉ dạy cặn kẽ thêm. Này Suchata, một là người vợ nào có tâm địa hiểm độc, hai lòng không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với các đàn ông khác, chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài của họ, khinh bỉ chồng và có tính tình hiếu sát. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là vợ sát nhân. Hai là
người vợ nào không chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài hoang phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra. Người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ trộm cướp. Ba là người vợ nào sống ỷ lại, lười biếng, không có lời từ ái, nhu hòa với chồng mà chỉ biết phát ngôn thô tháo, lấn lướt chồng. Người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ chủ nhân. Bốn là người vợ nào biết thương yêu chăm sóc, giúp đỡ chồng, biết cách gìn giữ và làm giàu tài sản của chồng như một người mẹ lo lắng chu tất cho con cái. Người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như mẹ. Năm là người vợ nào thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, biết chiều chuộng và thuận phục chồng mình như đối với một người anh trong gia đình. Người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như em. Sáu là người vợ nào luôn luôn niềm nở, vui vẻ hòa thuận với chồng, như thể khi hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp lại, luôn giữ tiết hạnh và thủy chung với chồng. Người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như bạn. Bảy là người vợ nào luôn mềm mỏng, không nóng tánh, không sân hận giận dỗi, dù bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãng, lớn tiếng, trái lại còn biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình. Người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như người hầu. Này Suchata, trong bảy loại người vợ mà Như Lai vừa nói, ba hạng đầu là loại vợ như sát nhân, ăn trộm hay chủ nhân như những người bất hảo, do đó con nên tránh xa. Dạ. Những hạng vợ như vậy do sống không giới hạnh, ác khẩu và vô lễ, sau khi qua đời phải sanh vào cõi xấu. Bốn loại vợ sau là đáng tôn kính và noi theo, đó là vợ như mẹ, vợ như em, vợ như bạn và vợ như người hầu. Những hạng vợ này khi sống thì tạo ra hạnh phúc cho gia đình và con cái, khi qua đời thì được sanh vào cõi lành. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi nghe pháp của Ngài, con cảm thấy mình thật xấu hổ và rất là hối hận. Con xin được thành tâm sám hối trước những lời dạy này của Đức Như Lai. Con xin phát nguyện sẽ chung sống và phụng sự chồng với tư cách như là một người hầu. Vì tham lam nên ta đánh mất đi lương tâm ta trong kiếp người. Vì sân hận mở lối chân tâm nên ta quên đường đạo lý trong đời. Vì si mê nên ta đã vô minh quay cuồng trong bao nhiêu nghiệp trần. Lòng tham tàn càng đắm sân si càng rơi trong biển khổ ai ai. Lòng tham sân si trong kiếp nhân sinh ai mà không vướng trong cuộc đời. Giải thoát nào diệt khổ nhân sinh mà ta mong tìm ánh sáng Như Lai. Nguyện mong ơn trên từ bi sáng soi, con thành tâm cúi xin cha lành. Đoạn tiêu trừ tội lỗi thân con, nguyện nương quay về bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vì lòng tham sân si khởi lên dục tâm nên chậm luân sâu neo luân hồi, tạo ra bao nghiệp ác trên đời. Hận thù vay trả vay lại trả, Ngài đã đến nhân gian mười phương lành thay, mang từ bi sáng soi nhân loại. Đạo giải thoát diệt khổ muôn loài,
tam độc tham sân si tan biến. Nguyện hồng ân Như Lai sáng soi cho con quay về.